Rồi em chào tất cả anh em ha, em chào tất cả bà con cô bác mình, em chào tất cả anh em trên mọi miền Tổ quốc nha anh em. Hôm qua tới giấc chiều rồi cũng được số anh em cũng như bà con ủng hộ. Cái này là cái Mitsu 75 nè anh em. Còn cái này là cái RG55. Cái này đi về đâu em quên mất tiêu rồi, em nhớ gì An Giang hay Tân Hiệp gì vậy? An Giang hay Tân Hiệp gì á. Và với cái máy này thì dường như về Bến Tre nè. Cái này đi về Bến Tre nè anh em. Cái máy đề cháu em nó đang đóng hàng. Nhờ anh em ủng hộ vậy là rất là vui lắm ơi. Nói chung không còn gì vui bằng khi mà mình đăng cái sản phẩm nào lên được bà con ủng hộ vậy là vui lắm vui. Giờ để em lên tiếp cho anh em một cái máy SS80 bạc đạn đó nghe anh em. Cái này bạc đạn có nhiều bà con kêu kiếm cái máy bạc đạn chạy cho nó bền. Còn số khách hàng hỏi em thì kiếm 3G thì nói chung là tùy theo túi tiền mình ha anh em. Tùy theo túi tiền mình. Bạc đạn 3G đều mình nếu mình biết cách xài thì xài ok hết. Xài kỹ nhớt. Thứ nhất là quan trọng nhất là nhớt. Nhớt khi mà mình xài mình để ý đừng cho hụt nhớt. Nhớt cũ quá thì mình thay thì máy sẽ bền thôi. Còn em quan trọng nhất là cái máy nào chạy bốc thôi chứ em không cần 3G bạc đạn gì chứ. Em nghe tiếng bốc là em khoái à. Cái máy này thì nó chưa có luộc dầu nữa không ơi. Em quay cái này cái đó 80 bạc đạn này nè anh em. Cái thùng dầu còn trắng phiếu luôn. Không hên là nếu mà cái máy mà cái thùng dầu còn trắng phiếu là hiếm lắm nha anh em. Đa số là để anh chảnh là nó bị gỗ không là bị sét. Đa số nó mục dưới đích. Anh em lý là nó hay mục dưới đích. Nếu cái bình dầu mà nó còn mới như là cái máy này người ta rất ít xài luôn. Để em quay gần cho anh em coi. Đó, cái bình dầu nó vậy đó. Nó còn trắng tươi rồi. Cái này thì anh em bà con nào mua thì nữa em sẽ tặng cái lọc dầu ha. Còn này hiện tại trong máy thì không có rồi nè. Cái này anh em cũng như bà con mình chịu khó nhìn giùm em nha. Thì cái này ở này em để trong kho em quay luôn chứ không có đẩy ra ngoài. Đi ra ngoài cái thứ nhất là cái đường nó chặt quá. Chặt quá rồi thứ dưới em trời đang mưa. Em qua đây, em quay cho rõ cho anh em mình nghe coi. Cái này là SS80 bạc đạn nè. Để nghiêng qua đây luôn thử được không? Được luôn. Anh em nhìn đàn ông này nè. Nó còn đen thù lù luôn á. Nguyên xi luôn, nguyên đất Nhật luôn. Còn này rất là sáng luôn. Cái này em thấy nó có cái vàng vàng mà này không phải ấy nghe nè. Cái này không phải là do mình làm mà cái này làm cái ni này là dương như cái nước sơn lót. Chứ sơn lót của lóc. Sơn lót của lóc chứ khẳng định với anh em là 100% máy này hoàn toàn em không có đụng chạm nha. Còn cái áo này nữa mở cho bà con cũng như cô bác mình coi nè. Là hàng nó nguyên xi. Về chưa rửa luôn. Nó trong nó còn vô gì nè. Đó. Để mở ra cái mục đích của em với Phụng mở ra để cho bà con mình coi cái tàng ong. Bị cái máy chạy gió mà nó quan trọng là cái tàng ong phải ngon. Nó mở phần tàng ong mà không ngon là mua rất là tốn tiền. Cái này nếu mà mua cái gác kim là bây giờ cũng tầm 1.1 triệu. 1.1 triệu vậy. Lúc trước rẻ bây giờ nó mắc nha anh em. Còn cái này chân nền thì ở đây em với Phụng đồ đóng. Phụng đóng nhiều không em? Phải chúng ý cười tấm tấm hoài. Có cái ống này thì chưa thay nghe anh em. Ống này nó còn đen thui nhìn không thấy. Còn này là nguyên bộ lọc dầu zin đó nè. Nguyên bộ lọc dầu zin. Còn này nó dung sình đất này cũng zin nguyên si luôn. Cái này không biết đất zin. Không biết đất Nhật hay là đất trên mấy cái bãi mà đóng nhìn thấy ớn luôn anh em ơi. Đất Nhật. Tại vì trên bãi đâu có để gì đâu có đất. Đúng rồi. Nó nhập công về thì mình cũng chắc ra bãi thôi. Đúng rồi. Thì theo anh nghĩ chắc trên góc cạnh này thì về đây không có văn vậy đâu. Nó còn nguyên si gì luôn. Cái này đa số trên dàn xới. Khi mà nó xới cái bụi á. Bản xới toàn đất khô không à. Bụi nó bay buộc phải dính vô tầng ống. Đúng rồi. Còn cái này là SS80 bạc đạn anh em. Con số anh em hỏi em là kiếm máy bạc đạn mà nhiều khi cái em bị quên nghe gọi cái em trói mất tiêu à. Giờ sao mà chưa già mà nó lẩm cẩm. Còn để em nghiêng qua em đọc cái số sẽ ghi trên coi nha anh em coi nha. Cái này thì nó hơi mờ nhưng mà em đọc được cái thông số là 427 mấy không biết.
7L, 427L. Còn cái đuôi này là đuôi 27 anh em. Không biết ở phía sau nó có giống gì không, để hồi em mở phía sau, còn nắp flap anh em nhìn nè. Cái này trắng phiếu luôn, cái này anh em nào mà kỹ ha, về rửa một cái là cái máy này mới cực kỳ luôn nè. Cái này còn mới lắm anh em, nắp flap còn rất là trắng nha. Vậy hả? Ừ. Cho anh mượn, anh mượn cái nồi lau không? Nắp flap là nó chưa có bay màu vàng luôn á. Chiếc sơn là nắp flap còn nguyên. Quá trời cái nắp flap như nắp chụp cò nhìn đủ quyền luôn anh em ơi. Để nó quay vào đây cho. Anh gọi phía sau này nè. Để anh gọi phía sau này. Đây, ngay chỗ ống khói là ngay chỗ nó chịu nhiệt nhất luôn, nhưng mà nước sơn nó vẫn còn nữa. Hả? Cái kinh nghiệm của ông Phụng là vậy đó anh em. Kinh nghiệm của ông Phụng là nắp flap này nó đừng có xuống màu là ok. Là cái máy nó rất ít xài. Chứ riêng về cái phần nắp chụp cò anh em nhìn cũng biết nè. Nắp chụp cò này nó chưa nổ nước sơn nữa nè. Cái máy này là phải nói là tới luôn. Suzuki Solox. Suzuki Solox anh em nhìn rõ rồi nè. C822 427 nè nè. C822 427. Chỉ có duy nhất cái nè, anh em nhìn lốc nó mới nè. Duy nhất cái phần bánh chớn nè, bánh chớn này nó bị nổ một ít điểm. Còn máy thì em bảo đảm anh em là zin nguyên si. Tụi em không có đụng chạm gì hết. Rồi để em nhờ Phụng test hàng cho anh em bà con mình coi ha. Nhưng không biết kéo cái gì. Bu ly nhỏ nghe anh em. Cái bu này cực kỳ dày luôn. Nói chung cái dòng này là đa số trên dần sới nhiều. Dần sới à. Máy chạy cực chất luôn anh em. Cực kỳ chất lượng. Quá trời ngon. Mấy cái dòng ớt ớt mà nó ra đi được cái gì là hiếm lắm nha anh em. Thường thường chỉ có dòng cua ta 7 ơ 8 rồi nó mới ra đi được gì. Con này ra đi gì là quá chuẩn luôn á. Rồi giờ em tắt đi Phụng. Thương cho Phụng anh em ơi, nãy giờ làm Phụng nó lấy dầu chay chát nãy giờ anh em. Quét dầu cho cái máy lên màu cho nó đẹp hơn. Cho anh em nhìn bắt mắt chút. Nhìn bắt mắt tí xíu, con mày. Mình lao khô gan thôi. Lao rồi nhưng máy mà cái này đẹp bình thường á. Này nước sơn zin nguyên si luôn anh em. Mình đâu có bùa phép gì đâu. Đúng rồi. Mình chơi thiệt không mình à. Chơi thiệt mà. Còn cái này thì cái áo nó nãy cái áo nãy em có quay rồi ha. Cái áo đây nè, cái áo nguyên zin nữa nè. Còn ốc trong đây luôn nha anh em. Rồi về phần cái máy này á, thì em báo giá cho anh em luôn ha. Cái này em tính cho anh em á là 7.4 triệu. Tiền ship 500.000 nó là 7.9 triệu anh em. Cái máy này kem cực kỳ luôn nè. Anh em nào nếu có điều kiện là nên chọn những cái dòng máy mà nó còn kem gì nè nghe anh em. Để mình xài cái thời gian cái độ bền nó rất cao. Cái máy thì xài trước sau cũng hư nhưng mà được cái máy mà nó còn kem gì là rất hiếm nha anh em. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây ha. Bị cái thời lượng mình nó cũng hơi lâu. Và cho em gửi lời cảm ơn đến toàn thể anh em cũng như bà con cô bác mình để xem hết video của em. Còn anh em cũng như bà con mình có cập nhật thêm thông tin về máy móc ha, thì em nhờ anh em vui lòng vào kênh Tiệm Sắt Đất Thắng đăng ký giùm em. Để khi bên cửa hàng em có đăng cái dòng máy nào thì anh em cũng như bà con mình sẽ nhận được cái thông báo sớm nhất nha anh em. Rồi, cho anh chào tất cả bà con cô bác mình.